Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu sắp trôi qua, xuân mới Mậu Tuất đã chạm ngõ thêm nhà, gieo vào lòng người Hải Lăng hy vọng mới trước sự phát triển đi lên của quê hương đất nước. Chuyên mục Hải Lăng ngày mới sẽ điểm lại những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của huyện Hải Lăng năm 2017, cùng với những dự cảm tốt lành năm mới trước cơ hội đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên lợi thế tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và là vùng lõi của khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 là năm thứ hai huyện Hải Lăng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021. Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo điều hành, cùng với sự đồng thuận, chung lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, năm 2017, huyện Hải Lăng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của huyện Hải Lăng năm 2017. Năm 2017 là năm huyện Hải Lăng đạt được những kết quả quan trọng về tái cơ cấu nông nghiệp theo các cây và con chủ lực đã xác định. Việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, thành lập tổ hợp tác, xây dựng cánh đồng lớn được tích cực thực hiện. Phát triển kinh tế vùng đồi, vùng cát được đẩy mạnh. Tiếp tục mở rộng một số mô hình kinh tế có hiệu quả, hình thành một số mô hình mới. Đặc biệt, việc liên doanh, liên kết sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư. Nhiều sản phẩm sạch đã được quảng bá, giới thiệu tại các hội chợ trưng bày sản phẩm địa phương, được người tiêu dùng chấp nhận và thị trường tiêu thụ mạnh. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống, từng cộng đồng dân cư ở huyện Hải Lăng. Đến cuối năm 2017, huyện Hải Lăng đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cùng với việc chỉnh trang đô thị đã tạo dáng dấp thị trấn Hải Lăng ngày càng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại năm 2017 trên địa bàn huyện Hải Lăng tăng trưởng khá. Hai cụm công nghiệp Diên Xanh, Hải Thượng đã thu hút hàng chục doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh với số vốn đầu tư trên 112 tỷ đồng. Các làng nghề, nghề truyền thống được bảo tồn, các sản phẩm được nâng cao chất lượng sản phẩm mang dấu ấn nét đẹp của vùng quê Hải Lăng ngày càng được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Sự nghiệp giáo dục của huyện Hải Lăng ngày càng đạt nhiều thành tích về chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà. Năm 2017 là năm thứ 5, giáo dục Hải Lăng liên tiếp dẫn đầu toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở. Học sinh trung học phổ thông Hải Lăng là em Phan Đăng Nhật Minh đạt giải nhất cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Ngành giáo dục đào tạo huyện Hải Lăng đang nỗ lực thực hiện chủ đề năm học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ quá trình xây dựng, đổi mới quê hương. Những kết quả tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã trở thành nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm đẹp thêm mảnh đất và con người Hải Lăng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Cùng với các lễ hội truyền thống được tổ chức vào dịp lễ hội của quê hương, đã thắt chặt thêm tình đoàn kết thân ái trong các tầng lớp nhân dân Hải Lăng cùng chung tay góp sức vì quê hương Hải Lăng giàu đẹp. Kính thưa quý vị và các bạn, với sự hình thành của khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, huyện Hải Lăng có 6 xã thuộc vùng dự án và là vùng lõi của khu kinh tế Đông Nam. Đây là cơ hội để huyện Hải Lăng chuyển mình mạnh mẽ, đón đầu cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Linh Xuân đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, với sự hình thành và phát triển của khu kinh tế Đông Nam thì huyện Hải Lăng sẽ có những cái cơ hội gì để phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng? Nhận thức được cái việc hình thành và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị là hết sức quan trọng, tạo cơ hội, tạo một cái cú hích để cho huyện có điều kiện chuyển đổi cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đồng thời là tạo một cái động lực mới để cho huyện có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Với năm mới Mậu Tuất 2018 thì huyện Hải Lăng sẽ chuẩn bị những gì để đón đầu các cái cơ hội đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, ổn định dân sinh cho người dân trong vùng dự án, nhất là trong bối cảnh có một số dự án đang triển khai thực hiện tại khu kinh tế Đông Nam. Hiện nay thì tỉnh đã công bố cái quy hoạch hai khu tái định cư ở Hải An và Hải Khê. Và hai khu tái định cư này chúng tôi đã lấy ý kiến từ người dân
Và hiện nay là đang chuẩn bị triển khai cái công tác là xây dựng cơ sở hạ tầng. Mong muốn của huyện là làm thế nào cái khu tái định cư này là một khi đồng bào đến đó, là một cái nơi ở tốt. Một cái việc làm nữa mà chúng tôi rất quan tâm đó là vấn đề giải quyết cái lao động sau khi dự án vào. Thì hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu là khi nhà máy nhiệt điện 1 triển khai và đi vào hoạt động đó, thì ngoài cái kỹ sư chất lượng cao đó, thì còn có những cái ngành nghề gì thì huyện sẽ chủ động liên kết với các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước để đào tạo nghề cho người dân khi dự án triển khai. Thưa ông, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng thì có thể nói rằng năm 2017 thì huyện Hải Lăng đã đạt được những cái kết quả rất là thành công trên các lĩnh vực. Qua chuyên mục Hải Lăng ngày mới thì xin ông có nhắn gửi gì đến cán bộ nhân dân trên địa bàn cũng như là con em Hải Lăng xa quê ở mọi miền Tổ quốc trước thêm năm mới Mậu Tuất 2018 ạ? Thì bước vào năm 2018 thì huyện Hải Lăng đang nỗ lực phấn đấu làm thế nào để hoàn thành tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra đầu năm. Và với cái chủ đề tăng cường cải cách hành chính, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư Sải Khê. Để làm được những việc này thì huyện Hải Lăng luôn luôn là mong muốn có sự hỗ trợ quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và đặc biệt là bà con quê hương Hải Lăng ở khắp mọi miền đất nước chung tay góp sức cùng với Hải Lăng xây dựng thành công cái nông thôn mới. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất năm 2018, xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và nhân dân, đặc biệt là bà con em quê hương Hải Lăng ở khắp mọi miền Tổ quốc đón một mùa xuân mới an lành, yên vui, thành công, năm mới thắng lợi mới. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh là nét truyền thống ẩm thực của người Việt Nam trong ngày Tết từ bao đời nay. Vâng, nhắc đến bánh chưng, bánh tét cổ truyền ngày Tết, không thể không nhắc đến làng bánh tét Đài An Khê, xã Hải Thường, với sản phẩm nổi tiếng bánh tét hình bán nguyệt. Từ đầu tháng Chạp, nhiều hộ gia đình ở làng Đài An Khê đã tập trung thời gian, nhân lực để làm bánh tét để cung cấp cho thị trường. Nhờ bánh ngon, đảm bảo chất lượng, đặc biệt loại bánh tét hình bán nguyệt với thương hiệu duy nhất tại Quảng Trị, nên dịp Tết Mậu Tuất 2018, làng Đài An Khê đã cung cấp số lượng lớn bánh tét ra thị trường. Có nhiều gia đình hàng ngày đã xuất ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 100 đòn bánh tét hình bán nguyệt. Cái làng nghề của em làm là toàn đồ sản phẩm sạch, không có ngoài ra, không phẩm, không nhuộm, không nấu đá. Nấu như bánh này gọi ra là phải nấu tới 12 tiếng. Từ khi gọi bỏ lên bếp là 22 tiếng mới ra bánh. Cho không có nấu đá nấu đó, thì cũng mong cả nước rồi cả cấp các ngành quan tâm hơn về làng nghề của Đài An Khê. Để có loại bánh tét hình bán nguyệt ngon dẻo đúng chất của bánh tét Đài An Khê, những người làm bánh phải chú ý khâu chọn nguyên liệu và công đoạn làm bánh. Nếp phải dẻo thơm, nhân đầu, thịt phải chế biến kỹ, lá dong, lá chuối, lạt phải chuẩn bị trước. Đặc biệt, một nguyên liệu không thể thiếu là lá rau ngót, xay nhuyễn, lọc nước, đem trộn với nếp để cho ra chiếc bánh có màu xanh như ngọc bích. Nước lá ngót chứa nhiều dinh dưỡng, khi trộn vào vừa làm mềm bánh, vừa cho vị ngon khác lạ, có ích cho sức khỏe. Đây cũng là nét đặc trưng của bánh tét làng Đài An Khê so với các loại bánh những nơi khác. Bánh tét hình bán nguyệt làng Đài An Khê cũng là sản phẩm được kết tinh từ công sức lao động của người dân trong làng. Từ nghề cổ truyền được bảo tồn, giữ gìn qua thế hệ, ngày nay
Bánh tét hình bán nguyệt làng Đại An Khê đã có mặt ở nhiều địa phương trong nước. Trong một lần bạn ở quê này vào và cho em tặng cho em một cái đòn bánh tét mặt trăng. Thì em ăn, em cảm thấy ngon. Sau đó là em tìm về cái cơ sở sản xuất của làng nghề bánh tét Đại An Khê và là em mua trực tiếp và đưa vào Đà Nẵng và em bán cho khách hàng ở Đà Nẵng. Bánh tét mặt trăng là cái sản phẩm truyền thống gắn liền với đời sống tâm linh của bà con nhân dân Đại An Khê từ đời này qua đời khác. Bánh tét mặt trăng nó thể hiện cái sự đầm ấm, hạnh phúc, mà đặc biệt là cái màu xanh là thể hiện sự yên ả, thanh bình của một làng quê. Bánh tét hình bản huyệt có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người Đại An Khê. Đây cũng là sản phẩm để dân làng Đại An Khê lưu giữ, nhắn nhủ với các thế hệ con cháu không quên cội nguồn, đồng thời là nghề truyền thống được phát huy trong đời sống hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, xuân Mậu Tuất đã chạm ngõ thêm nhà, không khí mùa xuân đã về trên khắp mọi làng quê. Xuân cũng gieo vào lòng người Hải Lăng hy vọng mới trước sự phát triển đi lên của quê hương đất nước. Qua chuyên mục Hải Lăng ngày mới, xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.